Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyam piyam buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇāgamanaṃ sampunnaṃ āmāvande. Pāṇātipātaya viramaneṣita padaṃ samādhiyāmi. Pāṇātipātaya viramaneṣita padaṃ samādhiyāmi. Adinyādana viramani sikaya padaṃ samādhiyāmi. Adinyādana viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Kāmeṣu micchacara viramani sikaya padaṃ samādhiyāmi. Kāmeṣu micchacara viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Musāvada viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Musāvada viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Śura mere majjha pamādattana viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Sura meraya macchapamadathana viramani sikha padaṃ samādhiyāmi. Sadhu 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 imanti charanena shaddhim pancasilam dhammam sadhukam surakkhitam katva pamadana shilam sampadetaya. Ama bande sadhu sadhu sadhu. Bahuam shasama bini. Jai Maa.
Dukkha hari timbu jage na shudha
Vừa rồi là ngài đại trưởng lão đã tụng cái bài kinh bài kệ gọi là Buddha Che Mangala Gattha, tức là Phật lực thắng hạnh kệ, hay là kệ Phật lực thù thắng. Thì sau đây xin chuyển tới quý vị nghĩa là Việt để quý vị hiểu và thêm hoan hỉ với bài kinh vừa được nghe. Tích xưa dưới cội Bồ Đề, Đức Phật cảm thắng tứ bề ma quân. Ma vương hung dữ bội phần, ngàn tay khí giới, hiển thần dương oai. Cưỡi trên khá lá thần voi, quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây. Hét như sấm động tầng mây, bồ đoàn quyết chiếm tỏ bày hơn thua. Dùng pháp bố thí bờ kia, thế tôn nhiếp độ ác tà ma vương. Quy đức Phật tổ vô lượng, cầu cho hạnh phúc, an khang mọi nhà. A-la-vá cá dạ xoa, hung tàn bạo ngược hơn là ma vương. Tự phụ ngang ngạnh phi thường, khoe tài khoe lực kiên cường trọn đêm. Thế tôn nhẫn nhục như nhiên, giả xoa quy phục nhu hiền từ đây. Quy đức Phật tổ cao dày, cầu cho hạnh phúc trổ đầy mười phương. Nala ghi rí tượng vương, bị người phục rượu phát khùng hóa điên. Khủng khiếp lửa cháy sấm rền, luân xa bảo khí dần dần thẳng sông. Từ bi giải khắp hư không, thế tôn chế ngự cuồng ngông voi này. Quý đức Phật tổ tròn đầy, cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian. Anguli tinh nhuệ ngang tàng, chém người lấy ngón tay làm tràng hoa. Kẻ hung bạo tựa ác ma, cầm gươm giết Phật dược ba do tuần. Thế tôn khai triển phép thần, đổ tên hiếu sát thiện tâm quay về. Quý đức vô thượng bồ đề, cầu cho hạnh phúc đề huề hằng xa. Còn nàng mỹ nữ trinh cha, cây tròn đội bụng giả là mang thai, vu oan miệng tiếng Như Lai, ngài dùng chánh định nhiếp loài quỷ mưu. Quý đức Phật tổ cao siêu, cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa. Kẻ ngoại đạo sách chắc cá, chối bỏ sự thật ba hoa lắm điều. Ngã mạn tự phụ kênh kiêu, dựng cao cuộc phướng trá điêu lòe đời.
mù lòa chẳng thấy mặt trời, Phật dùng trí tuệ độ người cuồng si. Quý Đức Phật Tổ vô nghì, cầu cho hạnh phúc bảo trì gần xa. Rồng Manh Đô Pa Ná Nanh Đa, có đại thần lực có tà kiến sai, Mộc Tiên, Mục Liên, Tôn Giả Gia Oai, nghe lời Đức Phật thử tài Long Vương. Thần thông biến hóa khôn lường, thâu phục rồng dữ về nương pháp lành. Quý Đức Phật Tổ cao minh, cầu cho hạnh phúc phát sinh đến người. Lại thêm sắc rơi cõi trời, Phạm Thiên Bá Cá, sáng ngời hào quang, thần thông đại lực phi phàm, tự cho cao thượng hơn hàng thánh tăng. Thuần tịnh đức hạnh ai bằng, chấp ngã chấp kiến tưởng rằng tránh chi. Do nhờ giác tuệ diệu kỳ, Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm Thiên. Quý Đức Phật Tổ vô biên, cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian. Những người hiền trí thiện căn, ngày đêm trì niệm tinh cần kệ ngôn, tám Phật lực diệu pháp môn, tán dương quý đức Thế Tôn đời đời, nhân lành tránh khỏi nạn tai, phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau, tấn tu quả báo nhiệm màu, viên thành chính quả ngõ hầu vô sinh. Sa đu sa đu sa đu. সর্বপ্রথমে বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে স্মরণ করছি। Trước hết ngài xin cung kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo cao quý, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. আগত সধর্মের পূজারে নির্বাণকামী শ্রদ্ধাবান দয়াল দায়িকাদের প্রতি আশীর্বাদ জানাচ্ছি। Devotees who has come here, who has the willing for desire for deliverance. Và ngài cũng xin gửi lời chúc phúc đến tất cả quý vị Phật tử, những người đáng kính đáng mến, những người tầm cầu giải thoát niết bàn đã đến đây để thính pháp. Aski Arjastangik Market. এখানে সম্যক বাক্য সম্পর্কে বান্তে দেশনা করবে। Today, Mozambique will preach the Dhamma on the Noble Eightfold Path, the right speech. Hôm nay ngài sẽ tiếp tục thuyết đến quý vị bài pháp về Bát Thánh Đạo, và hôm nay ngài sẽ giảng tiếp cái phần tránh ngữ Samavaca. Yahara সম্যক বাক্য আচরণ করতে চায় তাহারা মিথ্যে চারি প্রকার বাক্যকে পরিহার করতে হবে। So those who want to practice the right speech, they have to abandon the four false speech. Những người muốn thực hành để có tránh ngữ hay là lời nói chân chánh Sammavacca thì người thì cần phải nói sử dụng những cái ngôn ngữ đúng đắn và từ bỏ nói những lời dối trá, những lời hung hiểm. এখানে মিথ্যা বাক্য পরিহার করা, খুটু বাক্য পরিহার করা. Here, abstain from the lying, abstain from the tale-bearing speech. Ở đây cần được hiểu là cần phải tránh xa, ngăn ngừa, tránh khỏi những cái lời nói dối trá, những lời nói hung ác, những lời nói đâm thọc và những lời vô ích. Cái bhedo bakko porihar kora ebong ei sampralap bakko bitha bakko porihar kora. Here abstain from abusive speeches and abstain from the vain speech. Như vậy là tránh ngữ, thực hành tránh ngữ đó là ngăn ngừa hay là tránh khỏi, không có nói những lời dối trá, không có nói những lời hung ác, không có nói những lời đâm thọc chia rẽ và không có nói những lời vô ích. Eta amader khubi guruttopurno bishoy. This is very important for us. Điều này là rất là quan trọng đối với chúng ta. Jokhon dharmoketre bekha kora hoy tahole khayo baikko ebong mon tin bhage bibhokto. So when it is discussed
about the Dhamma, then it has divided into three parts: the body, the mind, and the speech. Như đã, chúng ta đã biết khi mà thảo luận về các cái nội dung được nhắc đến trong giáo pháp, thì chúng ta biết được rằng là có ba nơi để tạo tác các cái nghiệp, đó là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. এই ব্যাখ্যাটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে না থাকলেও সর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে না থাকলেও এটা কিন্তু তিনটে ধারের ক্ষেত্রে এটা একটা ধার. So it is this speech, though not involves in the five aggregates and six sense bases, but it is belongs with the three doors. Cái khẩu thì nó không liên quan đến ngũ uẩn và sáu xứ, nhưng nó liên quan đến ba nơi gọi là để tạo ba nơi tạo nghiệp, đó là kaya dar, vaikya dar, mano dar. Tránh ngữ này được dựa trên nền tảng của cái ba cái nơi tạo tác các cái nghiệp, đó là qua thân, qua khẩu, qua ý. Amra puchake jani এই মুখের বাক্যটা রক্ষা করা, সংযত করা, এটা খুবই মানুষের জীবনের অনেক লাভও হতে পারে, ক্ষতিও হতে পারে. So we know very well that the to maintain and protect the verbal speech, through this it can be the benefit, and through this it can be the harmful. Chúng ta biết rằng là sử dụng các cái sử dụng khẩu, chúng ta có thể tạo tác những cái, một là tạo tác những cái nghiệp lành, những cái khẩu nghiệp thiện, và cũng có thể tạo tác những nghiệp xấu ác, không lành, hoặc là những cái khẩu nghiệp bất thiện. Moner bhav prokasher jonno bhasha sei bhashay amra mukh diye bhashon kore bakko dara bhashon kore. So to express your mind speech, we use language. Language is expressing your mind. So we use this language through our verbal speech. Để diễn đạt những cái ý từ trong tâm của chúng ta, thì chúng ta phải dùng cái lời nói, và cái miệng là cái nơi để cái lời nói được phát ra. Khẩu chính là cái nơi để lời nói được phát ra. তাহলে মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেমন ভাষা, এই ভাষার মাধ্যমে আবার মনের মধ্যেও সেটা জায়গা করে নিতে পারে. So though to express the mental moods, we take the shelter of the language like that way. By using the good verbal speech, you can take place in others' mind. Để mà có thể diễn đạt được những cái hành trạng, những cái trạng thái của tâm, những cái suy nghĩ của chúng ta, thì chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ, những cái ngôn ngữ để diễn đạt. Và thông qua cái ngôn ngữ thì chúng ta có thể được những người khác bằng cách diễn đạt. Thông qua ngôn ngữ thì chúng ta có thể được những người khác yêu mến. তাহলে এই বাক্যের মাধ্যমে মানুষ মানুষের কাছেও আসতে পারে, মানুষ মানুষের কাছ থেকে দূরেও সরে যেতে পারে. Through the verbal speech, a man can be closer with the other man, and a man can be remain far away each other. Thông qua cái lời nói, thông qua các cái khẩu nghiệp, thì những cái mà một người có thể trở nên gần gũi với những người khác, mà cũng có thể là trở nên một ở thái cực khác, là bị xa lánh bởi những người khác. তাহলে এই বাক্য ভাষণ করে স্বর্গেও যেতে পারে, আবার নরকেও যেতে পারে. Through your verbal speech, you can appear in the heaven, also you can appear in the hell. Thông qua các khẩu nghiệp mà chúng ta tạo tác, thì chúng ta có thể tái sinh ở nơi thiên giới, cũng có thể là do cái khẩu nghiệp đó mà chúng ta rớt xuống địa ngục. তাহলে এই বাক্য দ্বারা মানুষদের উপকারও করতে পারে, আবার ক্ষতিও করতে পারে. Through this verbal speech, you can do benefit of others, and you can do harm of others. Và thông qua các cái khẩu nghiệp thì chúng ta có thể mang đến rất là nhiều lợi ích cho những người khác, và ngược lại, chiều ngược lại, thì thông qua cái khẩu nghiệp thì chúng ta có thể
gây ra những cái điều tổn hại đến người khác. Amra muke bakko bashan kori etharao bibhinno okane media poddhotite okane shobdo prayog kora jay. We speak through our mouth. Like that way, we can create or transfer some sound with some other way or the media. Chúng ta phát ngôn ra thì bằng miệng, chuyển cái lời nói, đưa cái lời nói ra thông qua miệng, và cũng bằng cái và từ đây thì từ cái miệng của chúng ta thì âm thanh được phát ra, và âm thanh này có thể được nghe, cũng có thể được truyền tải qua các cái phương tiện truyền thông. যেমন ওখানে হারমোনিয়ামে শব্দ হয়, ওখানে ভাষিতে শব্দ হয়, তারপরে বিভিন্ন রেডিওতে শব্দ হয়, বিভিন্ন ওখানে প্রযুক্তি কম্পোজারের মাধ্যমে শব্দ তৈরি করা যায়। Suppose the sound can create through the harmonium, harmonica, also can create sound through the flute, and also can hear sound from the radio and some other technology which can be helpful to produce the sounds. Như chúng ta có thể thấy những cái ứng dụng của âm thanh, ví dụ như là cái âm thanh có thể được dùng để tạo ra cái âm thanh du dương của đèn harmonica, hay là từ tạo ra cái âm thanh du dương của tiếng sáo. Âm thanh cũng có thể sử dụng trong các cái công nghệ khác, ví dụ như là sử dụng cho đài phát thanh radio hay là các một số cái công nghệ khác nữa. তাহাদের যা কিছু ওখানে পাশন করলে শব্দ হলেও তাহাদের কিন্তু পাপ হয় না। So though you can speak through the many kinds of the technologies, but the unwholesome activities not doing by them, who is speaking? He is doing the sinful activities. He use the abusive words. Như vậy thì từ cái âm thanh phát ra từ miệng của chúng ta thì nó có thể được truyền tải qua nhiều cái phương tiện khác, rất là nhiều cái phương tiện khác. Tuy nhiên cái khẩu nghiệp thì lại không tạo, không đến từ nơi các cái phương tiện truyền thông khác, mà nó đến từ chính miệng của cái người phát ra. কিন্তু আমরা যদি মুখের দ্বারা যদি মিথ্যা বাক্য ভাষণ করি তাহলে আমাদের পাপ হবে। But if we speak the lie, then it would be sinful for us. Vì vậy nếu như một người mà nói dối thì cái điều đó đấy sẽ là một cái điều xấu ác, một điều tội lỗi. Amra prottekei pani byabohar kori, porishkar pani byabohar kori. We all use water, especially the clear water. Tất cả chúng ta đều phải đều cần sử dụng đến nước, đặc biệt là nước sạch. তাহলে পানিগুলো যখন ময়লা হয়ে যায় এগুলো আমরা ব্যবহার করতে চাই না. When the water become very dirty, then we cannot want to, we cannot use or we don't want to use this water. Và khi nước trở nên bẩn thì chúng ta không thể sử dụng, hoặc là chúng ta sẽ không muốn sử dụng cái nước bẩn đó. আমরা যখন মুখের দ্বারা মিথ্যা বাক্য ভাষণ করি তখন কিন্তু আমাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না. When we speak lie through our mouth, then somebody may not believe our words. Bởi vậy khi mà chúng ta nói những lời không thật, nói những lời dối trá thì có thể những người khác sẽ không còn tin tưởng vào những lời nói của chúng ta nữa. তাহলে মানুষকে যদি অবিশ্বাস করা হয় তাহলে মানুষ মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না. If a man distrust to another man, then there will not be the peace of the trust and faithful. Khi một người không còn được tin tưởng bởi người khác thì giữa hai người sẽ không còn cái nhịp cầu kết nối bởi cái sự chân thành và niềm tin nữa. পানিকে পরিষ্কার রাখার মতো আমাদের এই মুখের বাক্যকে শুদ্ধভাবে রাখতে হবে. Like to just making water clear, like that way, we have to keep our word, verbal word, clear and truthful. Để có thể sử dụng được nước sạch thì chúng ta cần phải làm sạch, làm thanh tẩy nước. Cũng như vậy, để chúng ta sống một cách thiện lành thì chúng ta phải giữ gìn cái khẩu nghiệp của chúng ta, cái khẩu của chúng ta, để không nói những lời dối trá, những lời hung ác, những lời đâm thọc và những lời vô ích.
তাহলে ভান্তে আগেও বলেছেন যাহারা মিথ্যাবাদীকে সবাই অবিশ্বাস করে ভগবন্তা told this previously that those who speak lie they are always distrusted by others. Và quý vị còn nhớ trong các cái bài pháp trước đây ngài đã từng giảng đến quý vị thì ngài nói rằng là kẻ nào mà nói những lời dối trá người đó sẽ bị bất tín bởi những người khác sẽ không còn được tin tưởng bởi những người khác nữa. তাহলে এই অবিশ্বাসের কারণে মানুষ মানুষের মধ্যে নানান ধরনের ওখানে বিরোধ সৃষ্টি হয়. Due to the distrust, man to man, create many kinds of troubles and problems. Bởi vì cái sự bất tín giữa người với người nó đã khởi sinh nên nó đã tạo ra rất là nhiều các vấn đề, rất là nhiều các rắc rối. স্বামী স্ত্রী এবং পরিবারের মধ্যে জ্ঞাত মিত্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়. Between the wife and husband, the relatives and the neighbors creating the distrust. Ví như là giữa những người chồng người vợ, giữa những người họ hàng, giữa những người thành viên trong gia đình, nếu khởi sinh cái sự bất tín, họ sẽ không còn tin tưởng nhau nữa. তাহলে আমাদের সেই মুখের বাক্যের প্রতি সংযত হওয়া উচিত নয় কি? So should we not to be aware and be controlled on our speech? Như vậy thì liệu chúng ta có nên kiểm soát cái lời nói của mình hay không? তাহলে বুদ্ধ এখানে এই বাক্যকে সংযত রাখার জন্য চার প্রকার বাক্য মিথ্যা বাক্য পরিহার করতে বলেছেন. That's why Buddha advised you to abstain from four kinds of lying to control yourself. Bởi vậy Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta là phải nhiếp phục được, phải chế ngự được khẩu và ngăn ngừa hay là tránh khỏi không có thực hành bốn cái điều liên quan đến việc nói dối, đó là nói lời không thật, tức là lời dối trá, nói lời hung ác, gọi là hung hiểm, hung ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích. এখানে মিথ্যা বাক্য প্রথমে পরিহার করতে বলেছেন যাহা সত্য নয়, বাস্তব নয়. Here advice to abstain from the lying. Lying means which is not real, which is not practical, which is fake. Ở đây được nói đến đầu tiên là lời nói dối. Lời nói dối là những lời không thật, những lời không có đáng tin. এই মিথ্যা বাক্য অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিন ভাগে বিভক্ত. The lie, the false speech is divided into three, like the present, past and future. Cái lời nói dối thì được chia thành ba thì, quá khứ, hiện tại và tương lai. অতীতে একটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সে ভাষণ করেছে অতীতে ঘটনা ঘটে নাই, তাহলে মিথ্যে. So one incident had happened in the past, so someone telling that in the past it was not happened, so it is lying. Ví dụ có một cái sự kiện xảy ra ở quá khứ nhưng một người này nói rằng là cái sự kiện đó nó không xảy ra, thì đây là một cái việc cái sự dối trá. অতীতে যে ঘটনা ঘটে নাই এখন যদি সেটা ঘটেছে বলে বা অতীতে ঘটেছে কিন্তু এখন ঘটে নাই বলে তাহলে সেটা অতীত সম্পর্কিত মিথ্যা ভাষণ. So what has not happened in the past, if you tell that it was happened in the past, it will be lie. Like that way, if something happened in the past but you are telling now it has not happened, that's also lie. Một điều gì đó không xảy ra trong quá khứ mà quý vị lại nói rằng là nó có xảy ra, như vậy là nói dối. Một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ và quý vị nói rằng nó không xảy ra, điều đó cũng là nói dối. বর্তমানে যা ঘটছে সেটা ঘটে নাই বললে, যেটা ঘটছে না সেটাকে ঘটছে বললে মিথ্যা বাক্য ভাষণ. So like that way, in the present what is happening, if you tell that it is not happening, it will be lie. Like that way, what is not happening in the present, if you tell it is happening, that is also lie. Cũng tương tự như vậy ở trong thì hiện tại, nếu một sự kiện đang xảy ra
nhưng quý vị nói rằng nó đang không xảy ra. Đấy là lời nói dối và một sự kiện không đang không xảy ra và quý vị lại nói là nó đang xảy ra thì đấy cũng là lời nói dối. Bhobishyote je ghotona ghotbe na seta jodi ghote bole jeta ghotbe seta ghote na bole tahole eta bhobishyot somporke mithya byakkha bhashan. So what will happen in the future if you tell that it will not happen? What will not happen in the future if you tell that it will happen, that also lie. Cũng tương tự ở thì tương lai, nếu một sự kiện sẽ xảy ra ở thì tương lai nhưng quý vị lại nói rằng nó sẽ không xảy ra thì đấy là lời nói dối. Và một sự kiện sẽ không xảy ra mà quý vị lại nói rằng nó sẽ xảy ra thì đấy cũng là lời nói dối. Eta bastob abastob somporke mithya byakkha bhashan kora. It is lying about the real and unreal. Đó là sự nói dối, gọi là man trá, nói dối và man trá về những điều thật và không thật. Thế attacke bole mithya byakkha. So it is called the lie. Tất cả những điều này được gọi là nói dối. Ekon pishun byakkha, ortho ekjon oporjoner okane korkosh byakkha bhashan kora. Now the abusive speech, it means that one speak the slang or the bad language with others. Và bây giờ được nói đến đó là nói lời hung hiểm hay là hung ác, là khi một người sử dụng những cái ngôn ngữ thô tục, những cái lời nói mang tính chất xúc phạm, làm tổn thương đến người khác. Kintu ekjon oporjon ke jodi korkosh byakkha bhashan kore tahole tarjon gorjon korle manushera sei shobdo ta shunte chay na. So if anybody use the abusive speech and if you are shouting speech, then people don't like to hear like that speech. Và nếu như một người nào đó nói lên những cái lời nói này, những cái từ ngữ này hoặc là hét lên, thì những cái người khác người ta rất khó chịu, họ sẽ không thích nghe những cái lời nói như vậy. Amra khajer jonno ta byabohar kori dat jeta dhorar oi jaygay jodi okane ei mane korkosh thake ortat seta finishing bhalo mote na thake tahole amra dhorte koshto pai. We use the abusive we speech. This like that we use some knife. So when we cannot hold them very properly, that will be very harmful. Like that way, if you use the abusive speech, it would not be good for others. Những cái lời nói hung ác nó không có ích lợi gì, nó không có mang lại cái điều gì tốt đẹp cho người khác. Và khi chúng ta sử dụng những cái lời nói thô ác, những lời nói hung hiểm này, nó rất là nguy hiểm. Nó cũng như là con dao hai lưỡi chúng ta cầm ở trên tay, có thể bị đứt tay. Điều này nó không có ích lợi gì cho ai, bất cứ ai. Jekon jemon okane jobiner moddhe phara bakotal diye khas kore okane datta jodi dhorar jayga jodi subidha na hoy tahole ota diye beshi kaj korte pare na. So we usually use the metal spade to dig the soil in the land. So if you don't have the good handle to use this metal spade, then you cannot throw or cut the soil very properly. Chúng ta thường dùng sẻng, dùng các cái sẻng để lao động, để xúc đất, cắm xuống đất. Nhưng mà nếu như mà không có cái tay cầm một cách chắc chắn, phù hợp, thì chúng ta sẽ không thể nào điều khiển được cái chảng đó để xúc được đất. Tik tudrubo manush manusher moddhe jodi korkosh byakkha porihar na kore tarjon gorjon kore byabohar korle seta grohon korte chay na. Like that way, if you cannot give up the abusive speech to others and if you use always shouting speech, then people will not want to accept this. Và cũng như vậy, nếu chúng ta không thể ngăn ngừa nói những cái lời hung hiểm, những cái lời thô ác, những cái lời mà mang tính chất xúc phạm đến người khác, thì hoặc là chúng ta hét lên,
những cái lời nói đó với người khác thì những người khác họ sẽ không chấp nhận cái điều đó. Apnara onek kichu kuda hole apnara ahar gohan koren. Okhane jodi ei tarkari gulo jodi jathajotho bhabe na hoy shegulo apnara khete chan na. So when you feel the effect of hunger or when you are hungry, then you would like to eat. But if there are no proper curry with rice, then you don't like to eat them. Khi mà chúng ta đói bụng thì chúng ta sẽ khởi sinh cái nhu cầu là muốn ăn. Thế tuy nhiên thì không có những cái nguyên liệu, không có những cái loại cơm và với cà ri phù hợp thì chúng ta sẽ không muốn dùng cái món ăn đó. Nun moris masala egulo jodi ektu beshkom hoy tao kintu khete chan na. And if there lack of the salt, the spice, the chili in the curry, then also you don't like to eat. Cũng tương tự như vậy, nếu mà thiếu các cái gia vị, thiếu muối, thiếu các cái phụ gia cần thiết bỏ vào trong món curry thì quý vị cũng không muốn ăn cái món curry đó. Ektu khete jodi kharap lage kintu okane to vitamin to konbe na. Vitamin to tike thakbe. So if you feel bad to eat them, but cooked curry, the vitamin will be remain same. Chúng ta cần hiểu rằng là mặc dù cái món cà ri này nó không có thiếu, nó thiếu hết cái này hết đến cái nọ, nó thiếu muối, nó thiếu gia vị, nó thiếu ớt, rất là nhiều thứ mà chúng ta làm khiến cho chúng ta không muốn ăn, không chúng ta không còn cái ý muốn ăn cái đó nữa. Tuy nhiên là cái dưỡng chất ở trong món cà ri đó, thì các loại vitamin, các loại dưỡng chất thực ra nó vẫn còn nguyên vẹn, nó vẫn không có thay đổi. এটা শরীরের জন্য কোনো খারাপ নয় কিন্তু খেতে চায় না. So it is vitamin is not harmful for the health, but you don't like to eat. Thì rõ ràng là vitamin rất là cần thiết cho sức khỏe, vitamin nó không có gây hại gì cho sức khỏe cả. Tuy nhiên bởi vì là thiếu những cái gia vị, thiếu những cái loại muối, thiếu cái này thiếu cái kia, cho nên là chúng ta không có muốn ăn cái món cà ri đó. তো যারা কর্কশ বাক্য ভাষণ করে তাদের কথা শুনতে চায় না. Like the day who speaks the abusive speaks, then they are what others don't like to listen. Cũng như vậy thì những cái lời nói hung ác, những cái lời thô tục từ một người sẽ không được đón nhận, không được chào mừng bởi những người khác. Buddha sẽ dẫn nói korkosh bhakko puritya kotte bola chay. There is a Buddha best to give up the abusive speech. Bởi vậy Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta là nên tránh xa, ngăn ngừa, tránh khỏi không có nói những lời hung ác, những lời thô tục. তাহলে প্রথম বাক্য হচ্ছে যে মিথ্যা বাক্য পরিহার করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে কর্কশ বাক্য পরিহার করা. So first is to abstain from the lying, then second is abstain from the abusive speech. Như vậy hai cái điều cần thực hành đầu tiên đó là thứ nhất là ngăn ngừa, tránh khỏi nói dối, nói những lời không thật. Thứ hai đó là ngăn ngừa hay là tránh khỏi nói những lời hung ác, những lời thô tục. এই কথাটা সবাই বুঝতে পারছেন? Have you understood everybody? Mọi người có hiểu bài ngày khán giả không? তৃতীয় হচ্ছে যে সেটা ভেদ বাক্য একজন অপরজনের প্রতি ভেদ সৃষ্টি করা দেওয়ার বাক্য. So the third speech is the word which is tell bearing but creating coalition with each other. Thứ ba ở trong cái giới mà ngăn ngừa lời nói dối đó là nói gọi là lời nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ là một cái sự gây ra cái lời nói có thể gây ra cái sự chia rẽ, sự hiểu lầm giữa những người khác.
একজনের একটা কথা আরেকজনকে বলে দেবো It means once a person think, discuss to others. À, đó là cái những cái lời nói à, những cái lời nói mà làm cho người ta hiểu lầm làm cho người ta à, chia rẽ à, không có একজন অপরজনের ঝগড়া সৃষ্টি করে দেব so it is making quarrel each other khiến cho những cái lời nói này có khả năng làm gây ra bất hòa khiến cho mọi người tranh cãi với nhau একজন অপরজনের মধ্যে ওখানে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দেব it is creating distrust between each other. Những lời nói như vậy tạo ra sự bất tín, sự không tin tưởng lẫn nhau giữa những người khác. Ekjoner kotha arekjon ke lagiye diye okane mane bibhinno bibad srishti kore dewa. It is just to disclose others problem with the another people and making them in the situation of the distrust. Đó là khi một người phơi bày những cái vấn đề của người này cho người khác phơi bày những vấn đề của người khác cho người này tạo ra cái sự bất hòa tạo ra cái sự không tin tưởng lẫn nhau giữa những người đó একজন অপরজনের আন্তরিকতা নষ্ট করে দেওয়া it is just to demolish the sincerity between two đó là cái cách thức mà người ta đã làm để phá hủy cái sự chân thành sự tin tưởng giữa những người với nhau giữa mọi người với nhau একজনের একটা সত্য কথা ঠিক আছে কিন্তু অপরজনকে বলে দিলে সেখানে এখানে বিবাদ সৃষ্টি হবে সেই বাক্য পরিহার করা so you know that it is true but if you tell this to others that would be the very problem for that person that is why if you discuss that word to others that would be the very unwholesome. It is creating the unwholesome for you. Đôi khi có những cái điều nó thuộc về sự thật, nó là điều đúng. Tuy nhiên, quý vị lại mang cái điều này để nói với những người khác, làm phơi bày những cái bí mật, phơi bày những cái điều vấn đề của họ, rồi phơi bày và ở chiều ngược lại lại phơi bày những vấn đề của người kia với cái người này do cái sự chia rẽ do nó sử dụng những cái lời nói chia rẽ như vậy cho nên đã gây ra cái sự bất tín sự bất hòa giữa những cái người giữa cộng đồng mọi người, giữa những người này với nhau যাহার মনের মধ্যে বেশি হিংসা এবং ক্রোধ বিদ্বেষ কাজ করে তারাই এই সমস্ত বাক্যগুলো বেশি ভাষণ করে those who are carrying the enviousness hatred and the insisting they also they always use that kind of speech những người mang những người có cái tâm địa có những cái tâm sân hận san tham ganh ghen ghen tị luôn luôn sử dụng những cái lời nói những cái dạng lời nói này để chỉ trích người khác পারিবারিক এবং সমাজের মধ্যেও দেখা যায় যারা মধ্যে সেই হিংসা চেতনা বেশি কাজ করে তারা একজন অপরজনের এইভাবে বাক্যগুলো ভাষণ করে you can see this in the family and the society who have the too much envious in their heart in their mind they use this kind of speech chúng ta có thể bắt gặp ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội những cái con người mang cái tâm sân hận luôn luôn sử dụng những cái lời nói như vậy তাহলে এই ধরনের বাক্যগুলো ব্যবহারগুলো পরিত্যাগ করতে বলেছেন so this kind of speech advice to give up và như vậy thì cái loại lời nói này cần phải từ bỏ cần phải từ bỏ chung তারপরে চতুর্থ হচ্ছে যে সেটা বিতা বাক্য সম্প্রলাপ বাক্য মানে না বলা the fourth one is the abstain from vain and unbeneficial speech và cái thực sự thực hành thứ tư ở trong cái giới ngăn ngừa lời nói dối đó là ngăn ngừa tránh khỏi তো এখানে আমাদের সময় খুবই
গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান our time is very important and very valuable là ngăn ngừa tránh khỏi những nói những lời không có ích lợi những lời vô ích điều này vô cùng quan trọng যে বাক্য ভাষণ করলে যে কথা বললে আমাদের কোনো মঙ্গল হয় না অপরের কোনো মঙ্গল হয় না এগুলো বুদ্ধ পরিত্যাগ করতে বলেছেন Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta là phải ngăn ngừa প্রয়োজনে নীরব থাকবেন তবুও ভালো It need be silent and quiet, but don't use this kind of speech. Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta phải ngăn ngừa, tránh khỏi nói những cái lời nói như vậy, những cái lời nói mà nó không có ích lợi gì cho bản thân chúng ta cũng như là cho những người khác. Và tốt nhất nếu mà có thể được trong trường hợp mà chúng ta và trong một số trường hợp thì tốt nhất là chúng ta nên giữ im lặng thay vì nói ra những cái lời nói đó. Vì এখানে সম্প্রলাপ বাক্য অর্থাৎ যেই সময় যেই কথা বললে এখানে কারো মঙ্গল হয় না নিজেরও মঙ্গল হয় না অপরেরও মঙ্গল হয় না তাহলে সেই বাক্যগুলো পরিত্যাগ করতে বলেছেন. So here advice to abstain from this kind of unbeneficial speech which is not very beneficial for me and others that ought should be given. Ở đây được nói đến là cái việc nói lời phù phiếm đấy, nói lời phù phiếm là cần phải được ngăn ngừa, cần được phải tránh khỏi. Có nghĩa là một người nên ngăn ngừa hay là tránh khỏi nói ra những cái lời nói vô ích, những cái lời nói không có ích lợi gì cho mình và cho người khác. আমরা প্রত্যেকে একদিন না একদিন চলে যাব all of we must pass away once một ngày kia thì tất cả chúng ta đều cũng sẽ qua đời সময় খুবই মূল্যবান that time is very important and valuable như vậy thì thời gian ở đây nó vô cùng là có ý nghĩa vô cùng là giá trị এই সময় চলে গেলে এই সময় আর ফিরে আসবে না if the time passed away, that will not return. Một khi thời gian đã trôi qua, nó sẽ không thể nào mà vãn hồi lại được. Je shomoy gulo ami noshto kore felbo, opobyo korbo, ei shomoy ara ashbe na. The time which I will waste and I will misuse, that will not come back again. Và cứ ngồi đây và nói rằng là tôi nhớ bạn quá, tôi muốn trở lại về quá khứ, tôi muốn trở lại ngày xưa yêu dấu. Điều đó nó sẽ không xảy ra được. তাহলে আমাদের এই যে যে সময় যে বাক্যগুলো ভাষণ করলে আমাদের কোনো মঙ্গল হয় না সেই বাক্যগুলো ভাষণ না করে আমরা নীরবে অবস্থান করলে সেটাও কিন্তু নিজের মঙ্গল হবে. So that speech which is not beneficial for us, that kind of speech we do not should express to others. And if we have to express this, then we should better rather than speak to silence, keep silent. Và như chúng ta đã biết là những cái lời phù phiếm, những cái lời phù phiếm, nó là những cái lời nói nó không có ích lợi gì, nó là những cái lời vô ích, không có ích lợi gì cho mình và cho người khác. Bởi vậy, cho nên khi mà không thể nói ra, thì chúng ta hãy tốt nhất là giữ im lặng. Gari kon somoye beshi accident hoy, seta ki বর্ষে থাকলে নাকি এটা ছালালে মোজ অন্ডারস্ট্যান্ডিং উইচ টাইম দ্য কার বিকাম ফল ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়েন ইট ইজ রানিং অর ওয়েন ইট ইজ স্টপিং bây giờ quý vị hãy trả lời cái câu hỏi của ngài đấy là khi nào thì một chiếc xe hơi nó sẽ gặp tai nạn là lúc nó đang chạy trên đường hay là lúc nó đang dừng lại যে সময় ছালায় ঠিক তদ্রুপ আমরা যদি নীরব থাকি তখন কিন্তু আমাদের পাপ ক্ষম হয় কিন্তু লাইক দ্যাট ওয়ে ইফ উই বি সাইলেন্স কিপ সাইলেন্স আওয়ার শেপ দ্যাট দেয়ার উইল নট বি আনহোলসাম অ্যাক্টিভিটিস এন্ড উইল নট ক্রিয়েট এনি সিন và cũng như vậy khi mà chúng ta ngưng lại cái việc nói ra những cái lời nói vô ích những lời phù phiếm
chúng ta giữ im lặng thì khi đó ấy, chúng ta sẽ không tạo ra những cái các cái nghiệp khẩu bất thiện nghiệp, những cái điều bất thiện. Amra mukh diye jokon kotha boli eta gari chalano shobdi. When we speak through our mouth, it is like the driving car. Khi chúng ta đã nói ra miệng thì điều này cũng tương tự như là chúng ta đang lái một chiếc xe, đang điều khiển một chiếc xe ô tô vậy. সঠিকভাবে না চালিয়ে যদি ডানে বামে উল্টা পাল্টা করে যদি চালানো হয় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে. So if I do not drive the car in the right hand straight way, if I drive the car in the sometimes in the right, sometimes in the left, and sometimes in the uneven speed, then it can be fall in the accident. Về nếu như chúng ta không thể giữ được tay lái thẳng tay lái đi trên chạy trên con đường chạy đúng trên con đường đó mà lúc thì chúng ta lạng sang bên trái, lúc thì lạng sang bên phải, lúc thì chạy đường rích rắc đi cái kiểu đó chắc chắn là sẽ có tai nạn. তাহলে আমরাও কথা বলার সময় যদি এই মিথ্যা বিতা কটু ব্যাদ এই চারি প্রকার বাক্যগুলোকে যদি পরিত্যাগ না করি তাহলে আমাদের এই বাক্যের দ্বারাও আমাদের পাপ সঞ্চিত হবে. So like that way, if we do not abstain from the lying, the tail bearing, the abusive speech and the vain and unbeneficial speech, then it will create the sin and unwholesome in us. Và cũng như vậy, nếu như là quý vị không thể ngăn ngừa, tránh khỏi cái việc nói những lời nói không thật, lời nói dối, nói những lời nói hung ác, thô tục, nói những lời nói chia rẽ và nói những lời nói phù phiếm, những lời nói vô ích, không có ích lợi, thì khi đó, khi không thể ngăn ngừa, tránh khỏi việc nói ra những cái lời nói này, thì quý vị sẽ tạo ra những cái nghiệp xấu ác, những cái nghiệp bất thiện. Je bekko bashon korle pap hobe karo mongol hobe na nijero mongol hobe e bekko bashon na kore nirobota thakleo eta bhalo. The speech which is very unwholesome for me and for others, that kind of speech should not tell, and it would be better if you can be keep silent yourself. Và những cái lời nói nào, những cái lời nói nào mà là nó mang cái tính bất thiện, nó không thiện lành, thì tốt nhất là không nói ra. Và nếu mà có thậm chí là có thể là giữ im lặng, không nói. একটা গাড়ি যখন disturb দেয় তখন সেটাকে check না করে এটা আরো সামনে চলা ঠিক না. So when a car giving trouble, if, without checking this, if you drive more, that you can fall in the problem and accident. Nếu như mà cái xe mà chúng ta đang lái nó đã có vấn đề rồi và như chúng ta không có kiểm tra một cách kỹ lưỡng và chúng ta vẫn cứ lái ở trên đường và như vậy thì nó sẽ có thể là gây ra, nó có thể gặp phải tai nạn. তাহলে গাড়ির সমস্যাগুলো না দেখে এটা যদি আরো যদি সামনে এগিয়ে যায় বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়. So without checking, if you drive further, then it can be trouble and you can fall in the accident. Và nếu như chúng ta không kiểm tra cái xe đó, kiểm tra những cái vấn đề của nó mà chúng ta tiếp tục chạy và thậm chí là chạy với tốc độ cao thì có chúng ta sẽ dễ gặp tai nạn. Và gặp những cái rắc rối phiền toái. তাহলে এটা যদি সমস্যা যদি দেখা দেয়, গাড়ির সমস্যা যদি দেখা যায়, এটা যদি কন্ট্রোল করতে না পারে, চেক করতে না পারে, তাহলে ওই গাড়িটা ওখানে থেমে রাখাও ভালো. So if you cannot the control the car and if you cannot check properly the car, that time you should not drive this, you should keep it stopped. Và nếu như chúng ta không thể kiểm tra được cái xe, kiểm tra một cách kỹ lưỡng tình trạng của nó, chúng ta không biết chắc về cái tình trạng của chiếc xe, thì tốt nhất là trong trường hợp đó chúng ta hãy dừng xe và không có lái xe nữa. আমি যদি যে বাক্য ভাষণ করে নিজের এবং অপরের কারো যদি সেটা সত্য বা ভালো না হয় তাহলে নীরব থাকাও ভালো. So which speech not beneficial and not
very effective for others and helpful for others. So I should not tell this. I should be keep quiet or calm or silence myself. Và quý vị hãy có cái tác ý là đối với những cái lời nói mà không có ích lợi, những lời nói phù phiếm, những lời không mang đến cái điều gì tốt đẹp cho những người khác thì tốt nhất là tôi không nói ra. Tôi không nói ra và tôi sẽ giữ im lặng. Jara shuddho bakko bashan kore tahata gyani hoy. Those who speak the truth, they become wise. Những người có thể có cái năng lực, có cái khả năng mà nói ra sự thật, họ là những người khôn ngoan, những người hiền trí. Tahara opportuner kach theke shetoke na. They never be judged from the others. Những người này không bao giờ bị những người khác phản bội. Jahara mittabekko bashan kore tahara jedike jay shedike tahara tahaderke obishwash kore. Those who speak the lie, nobody trusts them. Wherever they go, whatever they do, nobody have the faith for them, and they always do not be able to improve themselves. Và những đối với những kẻ mà dối trá luôn nói những lời luôn nói những cái điều không thật thì những cái người đó là mọi người luôn muốn tránh xa, họ sẽ không có tin tưởng những người đó và bất cứ khi nào bất cứ ở nơi nào họ tới, bất cứ nơi đâu họ tới, bất cứ thời gian nào họ tới thì họ đều không được đón nhận và những người khác họ sẽ lánh xa những cái người đó. Tahadir janma janmantore tahader muke bisri hoy ebong muk diye durgondho ber hoy. Those who speak the lie in their birth to birth, their face become ugly and the bad smell coming out from their mouth. Và những cái người mà đã tạo tác cái nghiệp mà nói dối thì khi mà họ tái sinh ở trong luân hồi thì cái khuôn mặt của họ trở nên rất là xấu xí, họ lại sẽ là những cái người mà có khuôn mặt xấu xí và từ miệng thì có tỏa ra cái mùi hôi. Tahole amader ei bakker proti prottekker jotnoshil howa uchit. So all of us should be very careful on our speaking, on our speech. Như vậy thì tất cả chúng ta đều cần phải rất là thận trọng đối với cái khẩu nghiệp của mình, đối với cái việc cái lời nói của mình, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. তো প্রত্যেকে পঞ্চশীল নিয়েছেন, পঞ্চশীলের মধ্যেও এই মূসা বাধা রয়েছে. So everybody has taken the five precepts. In the five precepts, you will get the abstain, undertaken abstain from the speaking lie. Và quý vị đều nhớ rằng là tất cả quý vị đã thọ trì ngũ giới và trong cái ngũ giới, tức là trong năm giới thì có cái điều giới đó là ngăn ngừa hay là tránh xa khỏi việc nói những lời nói dối, những lời không thật. এখানে যদি শুধুমাত্র মানে মিথ্যা বাক্য পরিহার করে কিন্তু এই চারি প্রকার বাক্য যদি পরিহার না করে তাহলে তাহলে সেই বাক্যগুলো যথাযথভাবে ভালো লাগবে না. So if you only abstain or give up the lying, but if you do not give up the four types of the speech which mentioned, that will not be effective and will not be good. Khi mà quý vị chỉ có nói suông là con xin ngăn ngừa, con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối, nhưng mà lại không thực hành, không có thực hành việc không phạm vào nói ra bốn cái điều liên quan đến việc nói dối, đó là nói lời không thật, nói lời hung ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích, thì điều này nó không có ích lợi gì cho quý vị. তাহলে আপনারা যদি কপি খান তাহলে এমনি কপি খেলে যেই ভালো লাগবে, এখানে যদি চিনি মিক্সার করে কিংবা দুধ মিক্সার করে বা অন্যান্য যদি ওখানে মিক্সার করে, এটা সবচেয়ে বেশি আরো বেশি টেস্ট হয়. So you always drink coffee, take coffee, the raw coffee. If you take or drink the raw coffee,
you will get the one taste, but if you mixed the sugar, milk and other ingredients with the dark coffee, then you will get the another taste. Chúng ta thì thường là uống cà phê thì có cái loại cà phê nguyên chất. Nếu mà quý vị uống cà phê nguyên chất thì nó sẽ có một cái vị khác, rất là khác biệt. Tuy nhiên nếu mà quý vị pha vào, bỏ thêm là đường hay sữa vào cà phê thì nó sẽ ra một cái vị khác so với cái vị cà phê nguyên chất. Thế ekhaneo chotur prokarer ei mitta bakker ekulu porihar korle tader bakko bishuddhi hoy. So like that way, who can be able to give up the four lying speech which mentioned, then there would be also very wise and good. Và như vậy thì những người có thể ngăn ngừa nói ngăn ngừa tránh khỏi những cái việc nói ra bốn cái điều liên quan đến việc cái giới nói dối, đó là nói lời không thật, nói lời hung ác, nói lời chia rẽ và nói lời phù phiếm hay là vô ích, thì họ sẽ có điều đó, nó sẽ mang đến rất là nhiều lợi ích cho họ, mang đến nhiều cái phước báo cho họ. Abar baikko ke porishuddho rakhar jonno sara jibon nirob takle hobe na. Again, if you keep silent just to keep purified your speech, that will not be good. Tuy nhiên, nếu như là một người giữ im lặng chỉ để mà chỉ để thanh tẩy hay là ngăn ngừa những cái lời nói của mình, điều này cũng không hoàn toàn là tốt. Buddha sẽ có thể gọi là này. Buddha not advise like that. Đức Phật không có khuyên chúng ta phải im lặng. আপনি সত্য কথা বলুন, জ্ঞানের কথা বলুন, অপরজনের মঙ্গলের কথা বলুন, অপরজনকে ভালো কথা বলুন. So you always tell the truth, always you speak which is very beneficial for others, which is very good for other, and you speak the right one, and you follow the right. Đức Phật mà khuyên dạy, mà ngược lại Đức Phật là khuyên dạy chúng ta là nói những lời chân thật, nói những lời có ích, nói những lời đúng đắn, những lời mang đến những cái lợi ích cho bản thân chúng ta và cho những người khác. Abar jodi eta jodi mone koren amra ekebare bakko bishuddhi rakhar jonno ajibon nirob thakbo tahole jahara ekebare boba jonmo theke boba tahole she to beshi shilkalate patto. So if you think that just to keep our speech purified, that whole life we will not speak, we will be silenced. So that will not be good, because the speechless one who cannot speak from the bone to death, then his what is too much purified. Và nếu như là cứ nghĩ rằng là bằng cái việc tôi thanh tẩy cái lời nói của tôi bằng cái việc giữ im lặng thì điều đó nó không có tốt một chút nào, thì nó giống như là một người câm. Câm từ cái lúc mà được sinh ra cho đến lúc mất đi, không có thể nói lên một bất cứ một cái lời nào. Điều đó nó không phải là một cái điều tốt đẹp gì. Bobara gyan lab korte pare na. But the speechless cannot get the wisdom. Và đây là một cái điều không khôn ngoan. Như chúng ta biết là như là cái người người câm ấy thì người ta rất là không thể có được những cái tạo tác, sự thực hành để có được cái trí tuệ. তাহলে বুদ্ধের এই নির্দেশিত সম্যক বাক্য প্রত্যেকে ভাষণ করুন. So the principles of Buddha to speak the truth, the right speech. Và cái nguyên lý mà Đức Phật đưa ra nó rất đơn giản, đó là hãy nói lời chân chính, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn. আজকে আপনারা এই মুখের বাক্যর অনেক গুরুত্ব সম্পর্কে শুনেছেন. So today you have listened the importance of the verbal speech. Và như hôm nay thì quý vị đã được nghe ngài thuyết pháp nói về cái tầm quan trọng của cái khẩu nghiệp và cái bằng cái nghiệp tạo tác bằng lời nói. আমাদের মুখ দিয়ে যদি গন্ধ বের হয় আমাদের নিজেরও খারাপ লাগবে. If there are a bad smell coming out from our mouth, that we feel ourselves very bad. Gọi là tránh ngữ, tức là cái nghiệp lành, nói ra cái lời nói chân chánh. Và chúng ta đều biết rằng nếu như ở miệng chúng ta nó phát ra một cái mùi hôi thì cái điều đấy bản thân chúng ta đã cảm thấy không dễ chịu một chút nào.
তাহলে যদি কেউ যদি মুখ দিয়ে যদি দুর্গন্ধ বের হয় আশেপাশে কেউ সেটা মানে শব্দ শুনতে চাইবে না তো হুস মাউথ আর কামিং আউট দ্য ব্যাড স্মেল ওয়েন দ্যাট পিপল স্পিক দ্য আদার পিপল উইল নট টু লিসেন টু হার অর লিসেন টু হিম Và khi một cái người mà khi mở miệng ra là các cái mùi hôi phát ra thì khi mà người đó nói lên nói ra thì những cái người khác họ sẽ không muốn nghe những cái lời nói từ người đó. তাহলে আমরা যদি প্রত্যেকদিন যথাসময়ে যদি ব্রাশ করি ঠিক তদ্রূপ আমরা যদি শুদ্ধ বাক্য ভাষণ করি একজন অপরজনের সে আন্তরিকতা বর্ধিত হবে. So like that way we every day use brush for cleaning. Like that, if you always speak the truth, you speak the beneficial word and speak to others, that would be very oil and good for us. Hàng ngày thì chúng ta dùng bàn chải đánh răng để làm sạch miệng của mình. Cũng như vậy, khi cái lời nói thật nó có cái chức năng nó làm sạch cái miệng của chúng ta, cái khẩu nghiệp của chúng ta. Và nó đưa đến những cái điều ích lợi, mang đến những điều ích lợi và những người khác muốn nghe chúng ta nói. Amra je ekon je dharma somporke alochona korchi tao kintu shuddho chaturajya shuddho. Here we are discussing about that religion which is containing the truth, the four noble truth. Ở đây mà chúng ta đã được nói đến cái đề tài chúng ta đã thảo luận đó có chứa đựng cái sự thật đó là tứ diệu đế hay là bốn cái thánh đế bốn cái sự thật cao tột. Buddha bolechen satchang habe sadhu tararasana ortha joto prokare ros ache tar moddhe shuddho hocche prokrito ros. Buddha told that there are too many the juices very tasty but the truth is the most supreme of all them. Đức Phật đã dạy rằng đã có ở trên đời này trên thế gian này có rất là nhiều các cái loại các cái vị mà rất là khả ái khả ý. Tuy nhiên cái pháp vị là thù thắng nhất, cao là tối thượng nhất, pháp vị thắng mọi vị. তাহলে প্রত্যেকে যদি সত্য বাক্য ভাষণ করে এই ব্যাখ্যার দ্বারা কেউ মনে কষ্ট পাবে না. So if you all use the truthful speech, then nobody will get the heart by heart. Như vậy thì khi quý vị có thể nói ra những cái lời chân thật, những cái lời gọi là chân ngôn, những lời chân thật thì sẽ không quý vị sẽ không khiến không có tạo ra gây ra những cái tổn thương cho người khác. Tahole manush manusher moddhe antorikota ebong sompriti bodhon korai to sukh pabai shanti pabai to dharma. So to create sincerity with each other man to man which is the condition to be happy to be very blissful in all the way in the human life. Bởi vì cái sự chân thành xuất phát từ nền tảng của sự thật, cái sự chân thành giữa người và người với nhau, đấy là cái nền tảng để làm phát sinh hạnh phúc trong giữa những nhân loại với nhau và giữa những các cái cõi với nhau, các cái cảnh giới khác nhau. যাই হোক আজকে বান্তে এখানে দেশনা করেছেন তো এখানে অমলেরও একটু খারাপ লাগতেছে তো এই আগামীকাল বান্তে দেশনা করবেন বুঝলাম তো বিজা ধম্মা ডিউ টু মাই ইলনেস বুঝলাম তো উইল বিজা ধম্মা টুমোরো অ্যাকর্ডিং হোম নাই thì ngài thuyết pháp cho quý vị về đề tài gọi là tránh ngữ đến đây. Vì do cái người phiên dịch không được khỏe thì ngày mai thì ngài lại tiếp tục thuyết pháp về đề tài này đến quý vị. Sa-du, sa-du, sa-du.